Chào quý vị và các bạn, sau một tuần mình lại quay trở lại thăm nhà chú Nguyễn Văn Y. Tại chỗ mà đây mà mắt mà thấy mà mờ. Như em cũng cống vậy. Bây giờ là cái tay nó ta bị tật luôn. Hey, chào quý vị các bạn, hôm nay sau một tuần mình lại quay trở lại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ, và đến thăm nhà chú Nguyễn Văn Y, người khổng lồ cao nhất Cần Thơ. Và thực hiện lời hứa của mình là hồi tuần trước mình có thực hiện lời có hứa với anh là mình sẽ tặng cho anh một cái tivi bé bé xinh xinh để anh ấy xem tivi. Chú đang ngồi trong trong kia hả? Dạ đúng. Để rồi. Rồi ai muốn ngồi đây ngồi nha. Để đi. Hôm nay thì cũng có bạn Nguyễn Phước lại tiếp tục đi khắp tùng cùng với mình. Xong cái này là hai chú cháu lại tiếp tục di chuyển qua bên mái ấm Quan Âm để giúp đỡ một chút xíu cho mái ấm Quan Âm và giới thiệu đến quý vị các bạn. Thôi giờ vô đi ha. Mới một tuần. Đây là cũng là cái ngôi nhà quen thuộc mọi người đã nhìn thấy trong cái video lần trước. Dạ, chào anh. Châu Huy nhớ ai rồi? Không nhớ hả? Nhớ ai không chú Huy? Cái chú này nhớ không? Chú Ba Hẩm à? Dạ, hôm tuần trước á. Dạ. Cưng. Dạ. Dạ, hôm nay có đây. Em mang xuống tặng cho anh cái tuần trước con hứa anh đó. Dạ hả? Dạ, đây cũng tặng anh cái tivi. Cảm ơn anh hai. Dạ. Anh thấy không? Dạ. Nhưng mà chắc có gì để bạn Phước sẽ giúp cho chú ráp xong ha. Dạ. Dạ. Rồi đây ha. Dạ. Sẵn rồi ráp luôn ha. Có gì đợt sau con ghé lại con gáp. Có gì không nữa thì chị Phượng này chị chắc chị nhờ cái anh sẽ điện tử nào á. Nay còn bị đau bụng không anh? Trời, nó đau bụng chứ mà nằm đây. Dạ. Ủa sao đau bụng hoài hả? Nó chó à. Lâu năm nó hoành hành nó hoài đó chú. Dạ. Chị ông thẳng bốn. Rồi bị trị 40 năm hả? Dạ, bây giờ là chị không nổi đâu, giao hàng là bác sĩ có nói cái mỏ không được mà mình cũng không có trời. Xanh rồi đó mới có ba bữa thằng cái má sinh rồi có giờ nuôi cái gì bây giờ anh em bây giờ khổ chân có bình anh cô các bên giờ nuôi ổng cái ai gì chị nuôi á đỡ gì bây giờ cái thêm cái ông xã của tôi mới mất mấy tháng giờ không ai nuôi ổng mình anh giờ đi là phải lội bộ đi kiếm ổng luôn đó. Dạ. Khổ lắm, khổ là khổ cho ổng cái là không ai đi kiếm ổng luôn được. Cô cũng là đi đoàn ca đệ tử đó. Dạ, xã chị á hả? Dạ. Đi đoàn ca đệ tử đó, đi trên đài hoài đó mà chị mẹ dạ? Mất. Chị tên gì chị? Nguyễn Thị Hồng Phượng. Dạ, đây em. chị Phượng. Chị Phượng là giống như chị nuôi em nuôi của ổng cũng như em ruột của ổng vậy. Dạ. Nuôi ổng ngày hồi đó giờ ba má sinh về là có 3 ngày tới giờ luôn đó. Dạ dạ. Đó, cho nên cũng như anh ruột mà giờ anh em thì ai cũng nghèo hết trơn cho nên là mà sao Phương hết trơn rồi giờ còn mình ở đây thì thôi kệ mình có gì ăn đấy. Đây là cái chiếu nè chú ơi, chiếu che nè. Là ông xã chị là xưa là đi ấy hết phải không? Là đi lần. Dạ. Đơn ca tài tử. Dạ. Ông đơn ca tài tử là lâu lắm rồi, mười mấy năm nay, 20 năm rồi. Dạ. Dạ chị Phượng cái chiếu là chị Phượng. Để nữa là chị dẹp chị đau chị chạy cho nha. Rồi bên cái nhóm của bạn Phước cũng tranh thủ tới tặng cho anh đi một cái
Ủa, cái chiếu mà con chiếu gì ta, chiếu mà mặn gì ta, chiếu tre đó, chiếu tre hả, tre tại vì quá niệm thì chú nằm nó nhiều góc khuất đó, nó góp xuống cái công lỡ có chuyện gì này thì chắc không sao, này chắc dừa nè, cùng chắc dừa dừa đó, mua tới hai gấp hai đó, rồi rồi dừa khính luôn, dừa chắc dừa đó, dừa ngang vậy, giờ này là nửa nằm yên luôn này chú, giờ thấy không, hai chú ơi, mát ha. Dạ, dạ, xếp lại có gì nữa cho chị Phượng chỉ chảy cho chú ha. Dạ. Tết tao mới nằm. Để Tết mới nằm hả? Dạ. Trời ơi, cái này có gì Tết không? Này nằm liền đi. Sống mấy tuổi mà không có vợ con nữa. 63 tuổi không vợ con nữa, từ nhỏ tới lớn vậy luôn. Mà ngày xưa là nói là anh khỏe lắm, xưa là anh làm là cỡ mà ba thanh niên là làm ruộng không lại anh á. Dép là thấy bự. Trời ơi, mình đang ăn bốn lon gạo không thấy chưa dữ luôn đó. Dạ. Bốn lon gạo anh hết trơn luôn đó. Hồi xưa hồi tháng hai mấy 30 tuổi là bốn lon ăn hết trơn luôn. Bốn lon là gần 1 kg gạo rồi. Bởi vậy ăn hết trơn luôn đó. Dạ. Chè thì 25 chén là ấy coi vậy 50 viên 25 chén. Dạ, 50 viên chè là thôi nước đó. Chè nước 50 viên chè. Mấy anh đó nhìn xót lại đố rồi ăn hết không? Ăn hết trơn luôn. 25 chén là 50 viên chè luôn. Trời ơi mừng đó, lắm rồi đó nha. Trời ơi, giờ đi lên màn hình có màu, có màu luôn. Dạ. Đó, chú này ơi, cái nào chú á bự luôn. Bự. Bự hơn cái này nhiều. Đó, nhỏ chứ gì cái sao khổ được. Bự hơn nhiều. Cái này bự hơn nè, thấy không? Chú thấy cỡ là biết bự hơn phải không? Dạ anh mà muốn mở ra coi không? Mở ra coi thử ha. Có con dao, có con dao không thể đọc rồi cái này cho mở ra cho anh coi chứ phải ráp sau cũng được. Cái này nó có coi cũng chết luôn. Nó bị nó hư trong đội nó té luôn rồi. Dạ. Cái này nữa chị Phượng có gì nhờ cái anh sao điện là đây ráp giùm em hả chị? Cái này có dây luôn đi. Cho mặn cho đừng hỏi nữa mà. Mặn hỏi cơ cái sao? Rồi. Cái chân á. Cái chân thôi. Khỏi tháo đó luôn. Đây nè. Mở thức. Nè thấy bự hơn nè, thấy không? Đá bự luôn rồi, bự dữ lắm rồi. Trời đẹp không anh? Nè, nó thấy không chú? Đấy. Dễ quá sao nó che. Nó sáng mà nó gõ nó ngon gì đâu. Bự hơn nữa ha. Dạ. Rồi lát có gì thợ có thợ vô ráp cho anh nha. Ủa đây có anten không ta? Đâu có đây đâu có truyền cáp đâu. Có cái anten. Có cái cáp cho anh. Chút có đó chú. Ta có hả? Có anten cáp. Ồ. Vậy là chỉ cần câu dây vô là. Nhưng mà anh đi khổ mà chị Phượng cũng khổ theo. Để chị ơi cái bên hết rồi bây giờ cũng phải buồn tối. Dạ. Ổng hay đi đợi ngoài thân du lịch vậy đó. Chồng chị là chơi thân với. Dạ. Cũng như vậy chơi thân mà qua săn sóc rồi trò chuyện bạn bè suốt không thôi. Ừ, mừng không chú Huy? Cũng mừng, trên vô cũng mừng dữ lắm, mừng luôn. Nè, của chú này nè, chú này gửi tặng chú nè, quay bên đây nè. Bên đây nè. Đó, thấy đường mà quay dắt không thấy chứ. Bên đây nha. Dạ, đây. Không có thấy đường rồi vậy. Đi, cái đầu con mất nó vô rõ gì nè. Không có thấy, nó có khi lũi vô nhà ra. Cái tay của anh đi bị hả? Coi như là xước bị đứt á, bị đứt cái gân. Đứt bây giờ là ngón tay nó ta bị tật luôn, không nói không được. Đứt gân. Đứt gân là nói không được. Vợ nó rút vậy luôn rồi. Đây bàn tay. Bàn chân. Trời ơi, em giá hoài, rốt nhăn đó, nằm phạt hoài đó. Vô, mượn anh Sơn vô đó chút xíu nè. Anh Sơn dài vô đâu. Anh Sơn là 1m8 rồi đó. Anh Sơn mét mấy? Ê, mình chụp tấm hình đây đi ta. Để chụp tấm hình gì? Dạ. Ha anh? Dạ. Dạ, xin phép anh xin anh tấm hình nha. Để tướng à, em mệt dữ lắm á. Anh nghe sướng em mừng dữ lắm. Không, em nhỏ lắm.
em mới có 23 tuổi à. Như bằng anh chứ không quên. Dạ. Bằng anh. Thôi mình làm tấm hình đi nha. Dạ. Anh ha. Rồi cái kia nào rồi xuống rồi, đứng đây rồi mình chớm á. Dạ. Đứng đâu chụp hình nhỉ? Đứng trước nè. Đã, đã đứng ở trước này. Được, anh ra chụp tấm hình dạ. Dạ. Rồi ok. Đứng đây rồi con ngoài nắng quá. Hãy đứng ngoài đây luôn. Đứng chút xíu thôi. Ra ngoài luôn. Nha. Đến rồi sáng đến đây rồi cái bắt đầu bệnh rồi không có đi không được. Dạ. Ồ anh Sơn đứng trên lên kìa. Đó vậy vậy cho nó cân lên vô coi. Nó bị cháy nắng nó con. Giờ mình đứng xích ra luôn. Tại ngày đó nó bị bức đứng ra nắng luôn anh, đứng ra nắng luôn. Đứng ra nắng luôn. Đây là hành thang. Lên chút xíu nha. Nó. Đó vô. Vô chị Duyên vô chụp chung em rồi vô chụp. Đó mấy bạn vô chụp chung chú không? Đây, 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 đây. Ok rồi. Dạ. Chú ơi, chú nắng, chú sức cái nắng, chú đứng ở sân nắng cho sáng cho chú. Nó khỏe là đi được mà cái bệnh rồi cái hai cái giỏ nó cấm cụm mà dạ yeah. Anh hút thuốc nữa. Mình bỏ yeah. Bỏ không được nó buồn nó nguyện quá ngày, dạ. Ngày hút mấy điếu anh mấy gói không bao nhiêu gói nữa. Ừ. Rồi nào tới bây giờ đến mới đây dạ. Chắc anh là sinh năm 57 hả? Hay là năm mấy? 57, năm nay 63 tuổi đó chú. 57 gì? Dạ, tuổi già, tuổi giàu hả? Bằng tuổi hả? Trời, tuổi già. Bằng tuổi anh Sơn kìa. Tuổi giàu luôn. Đinh giàu. Bằng tuổi anh Sơn. Gà này tới 2m2, gà này mà có 1m7 hả? 1m8 hả? Hơn 40 phần. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Mọi người có đi đâu về Phong Điền ghé thăm chú Nguyễn Văn Y nha. Ghé thăm chú ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi, về lại quay. Sài Gòn á hả? Sài Gòn á. Ồ. Lên, anh lên lúc nào? Anh lên lúc nào? Anh lên lúc nào á? À, như chú bà với em lên tuốt ở trên Sài Gòn á. 20 năm rồi hả? 20 năm rồi. Anh thấy em không? À, thấy. Thấy hả? Ờ bên này thấy, bên này thấy. Không thấy. Mà còn mà thấy rõ không? Còn rõ, con bên này rõ chứ lắm rõ. Dạ. Anh thấy em mặc áo màu gì không? Em chút. Anh thấy em mặc áo màu gì không? Đen chút không? Đen chút. thấy bông hoa không? Thôi. Thấy. Ồ vậy là mà cũng mờ rồi. Cũng... mờ chứ. Dạ. Thấy mà cũng mờ đúng không? Ngoài đó vô đây mà cái lưỡi ra ngoài đó không kêu quẹo vô nay thì quẹo cái lưỡi vô bàn đã dạ. Xích qua chút nữa là phải ngay vô nhà thấy là sao á không thấy bà vậy không có thấy đường dạ. Mà ham vô tiếng nói với chú thấy đường thấy dạ, cơ dạ. Tiếng nghe thôi em xin phép anh nha dạ. Nào có gì em xuống anh thăm anh ha dạ dạ rồi anh vui nha cảm ơn nhiều dạ dạ cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ, dạ. Dạ, dạ. Tay xuống rồi thấy mừng dữ lắm mà em là cái tật này nó hơi lớn tiếng chút. Trời ơi, dạ. Tật nó hơi lớn tiếng chút. Vậy là tay anh cũng nghe không rõ đúng không? Dạ. Chắc cũng hơi lãng tai nên nói. Nó lãng tai mà đó lặng lặng đất á. Là nói lớn như vậy cái tật cũng nói hơi lớn tiếng chút chứ không phải nói nhỏ nhẹ như mình đâu nói vậy ta. Ừ.
đi lặn đất á, nó bị nó nước vô lỗ tai và giờ nó nghe lặn vẫn không hả? À, đi lặn đất. Dạ. Lặn lặn đất. Lặn đất cho người ta thải trên cam á. Dạ. À, đất nó vô lỗ tai. Dạ, nước vô. Nó lặn tai. Dạ. Dạ. Ủa cỏ này gì đây anh? Này mấy ra vô hả? Ra vô. Ra vô. Đúng cỏ lắm. Dạ, này ra vô còn kia tivi. Hát tối chủ nhật là hát văn nghệ. Ừ. Anh nghe gì? Nghe ca cổ hả? Ca cổ á. À, nghe ca nghe giọng cổ. Ca cổ hay rồi hết biết luôn. Dạ. Dạ rồi, thôi chắc cái tô của chú ăn nè. Trời. Vậy hả? Em gục phái hai cái cặp lo đó. Mà chưa có bán lo nữa. Phái gì? Ở chợ Cần Thơ, thành phố giờ không có bán lo nữa. Nghỉ bán rồi. Mà hai cặp lo nữa. Hai cặp lo. Ra tiền cho cái gì tiếng á. Ủa cái tô này, cái tô này cũng chưa. Tô này là ăn. Cái tô này chắc cũng lâu năm lắm rồi ha. Tại tô này đâu có hư đâu, tô inox mà. Mở kêu như bọp đó. Dạ, dạ. Dạ, thôi chắc em xin phép. Dạ, em chào anh chị đi qua bên máy ống chút xíu. Dạ, cảm dạ. Ơn dữ lắm, cảm ơn. Dạ, em chào chị nha. Dạ, dạ. Chị cũng thấy chị cũng chạy nha. Dạ. Chị Phương, chị Phương. Chị em thích chị em nuôi á. Hai người sinh ra cùng bệnh viện, cùng lớn luôn. Cùng lớn lên luôn. Là sống nhau là 60, hơn 60 năm rồi đó. Đây. Đây quý vị các bạn, đây là cái bàn thờ của chồng chị Phượng á, là người mà sớm hôm chú Hồng đó, chú Hồng này. Dạ. Bầu bạn với lại anh Y. Nên là thật sự là giờ là chị Phượng cũng giờ không ai lo hết. Giờ chị Phượng thì ngày thì phụ giúp để lo cho chú Nguyễn Văn Y. Nhưng mà từ ngày ông xã mất rồi thì giờ cũng không có cái nguồn sinh nhai nào hết, chính vậy cho nên là cũng rất là cần các cái tấm lòng hảo tâm các bạn trẻ hay những ai có đi về đây thì cũng có thể tìm về chỗ cái xã Tân Thới, thị trấn huyện Phong Điền, thị trấn Phong Điền này thì tới thăm chú Y, rồi đồng thời chắc là cũng quan trọng nhất là giúp được cho chị Phượng, giúp đỉnh để chị Phượng lo cơm nước cho chú Y mỗi ngày ấy vậy thôi, với cơm nước rồi thuốc mang thuốc lá rồi cũng thứ ngày hút cả một hai gói rồi cũng là tiền. Bây giờ thì thật sự là nên nhiều khi là mình nhìn thì mình chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh Ly thôi, nhưng mà đây là cái phụ nữ này mới là người mà rất cần sự giúp đỡ của các quý vị các bạn nha. Ở đây mình thấy có mấy cái đàn của ông xã chị chú Hôm hả? Dạ. Đây là bằng khen của anh Lê Văn Hôm, chồng của chị Phượng. Còn bên kia là một cái dãy huy chương của con gái của anh chị. Lê thì anh tìm. Học võ gì chị? Võ vô Việt Nam. À, vô Việt Nam, quá trời huy chương luôn. Chị chắc trong đội tuyển quá. Dạ, trong đội tuyển. Đội năng khiếu, lên đội năng khiếu đó. Dạ. Dạ. Anh mất mấy tháng hả chị? Nay còn tới dòng tháng 7 là 3 tháng nữa. À, tới đúng đầu tháng 7 là 3 tháng nữa. Chị cũng không có con cái gì luôn. Dạ, có hai đứa, một đứa vợ đi làm thì mình có, một đứa giờ đang học, ổng là gì là nhỏ gãy nửa đường này. Dạ. 2 năm đại học bây giờ gãy nửa đường. Rồi tốt nghiệp đi, giờ dạ. Đi làm luôn. Bây giờ con đang đi học, bây giờ còn năm nữa nó ra trường đó, bây giờ bó tay. Không tìm đi học.
học ngành gì vậy? Nó ngành đi ngành dược chị đó, bên cao đẳng dược á. Dạ. Đó mà giờ ổng nghề ổng nghề cái là bỏ tay luôn. Bây giờ các bạn phải bằng phải lên trên làm trên ngực không? Dạ, học ra tới nữa không? Dạ. Sáng đi chiều về. Dạ. Chứ ổng dám chờ ở nhà trọ luôn á. Dạ. À, thôi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt mọi người nha, chào chị, cố gắng nha.